Sao người cá tiêu cho con ăn ít quá vậy? Tập ăn ít để khỏe mạnh hơn đó con. Người cá tiêu suy nghĩ ngược đời thế, người ta ăn nhiều mới có nhiều sức khỏe. Xưa giờ chưa ai chứng minh ăn nhiều khỏe hơn ăn ít. Tiêu muốn con ăn ít để tập giữ tâm thanh tịnh, suy nghĩ ít lại thì sẽ ít đói bụng. Đôi cái gì khó hiểu quá đi, con là sóc Bắc Mỹ mà đâu có dành tiếng Việt. Ăn ít thì làm sao có đủ bổ dưỡng để nuôi cơ thể. Muốn bổ dưỡng thì con phải bỏ dục đi. Giống như vua chúa loài người toàn ăn những chất bổ dưỡng, nhưng họ đều chết sớm. Nên không có thứ gì trên đời bổ dưỡng bằng bỏ được dục. Nếu làm được như vậy thì con đâu còn là con nữa, mà con sẽ trở thành con quái vật giống như người cá ti uôn đúng không? Sặc. Không phải, người ta gọi đó là thần tiên. Còn con sẽ trở thành tiên thú. Vậy con ăn ít đây.